mấy dì mấy em mấy chị yêu sinh đá. Hôm nay 12 tây là một như ngày mai mốt là ngày lễ mà đây ha, thì Liên cũng có hàng mới về, Liên quay sẵn, Liên công vườn, Liên có cái gì thì bán. Nói chung ngày lễ thì không có để discount nhưng mà giá lúc nào cũng đặc biệt cho những cái cây của xem vườn vườn của Liên nha. Hôm nay là tháng 5 ngày 8 2024. Số điện thoại của Liên là 408 834 5979. Anh Chính ơi, khui thùng một mớ xong rồi qua quay những cái chậu này thì Liên cũng quay cho đâu thì Liên báo giá tới đó liền ha. Lúc nào cũng là giá đặc biệt hết. Liên chưa có làm giá rất nhiều nhưng mà Liên sẽ cố nói cái giá nào thì nói những cái giá đặc biệt. Đây là mẫu Liên sẽ khui thùng ha, chậu những cái sen thì Liên để vào chậu hết rồi rất là nhiều mẫu để cho cây nó tươi tốt khỏe ha. Này Super Ben Liên đã báo giá hôm trước là cây này khoảng 85 đồng nhưng mà từ đây đó lễ ngày lễ mà từ đây thì vô vườn của Liên hay là Liên ship đi Liên chụp mẫu này thí dụ thôi ha, thì cái mẫu này 85 là nếu mà vô vườn Liên là hôm nay là chỉ còn có 75 đồng riêng những cái mẫu này nha. Đó, những mẫu khoét này nói chung là có giảm giá, có bớt giá nha. Nhưng mà không có làm sổ. Rồi đi qua sen chùm cũng vậy, Liên sẽ báo giá lại tất cả những cái cây bớt cho mấy chị nào yêu thích đem về vườn hay tặng mẹ ha. Vô chậu tỉnh hết rồi nè. Giống như cây Sakura này nè. Đã tỉnh rồi ha, hơi tỉnh rồi nè. Cái này là Liên vào chậu nè, mẫu số này là 150 đồng. Thì cây này Liên cũng on sale còn 120 đồng, gọi Liên liền nha. Những cái mẫu này là 30 Sakura 150 đồng. Liên đang cầm đây á, là on sale còn có 120 đồng. Mọi người nhớ lúc mà nhắn thì nhắn giá luôn cho bà xã mình biết. Dạ tại vì Liên làm giá rồi á, nhưng mà lễ Mother's Day thì phải có giá đặc biệt cho những ai yêu sen đá, mấy chị mấy cô gì yêu sen đá thì có giá đặc biệt để mua tặng người thân hay tặng mẹ hay tặng bất cứ gì hay là mua tặng cho mình cũng được. Rồi nhưng đi xuống này mà mẫu này đi qua quay trong thùng ra nơi đồ trong thùng nhiều lắm. Liên khui về mẫu này ha, rất là tươi, rất là to đẹp. Nên Quỳnh Liên đo cái size rồi hay chắc là đo tay nha. Liên Quỳnh cầm thước về 1 tới 2 gian ha. Cái sen này chùm mấy chục hoa lẫn rất là đẹp. Đây là anh ngắm kỹ giùm em ha. Bóng đẹp lắm. Tất cả ngắm hoa mẫu hoa sen này giùm Liên nha, rồi Liên sẽ báo chung một mẫu số ha, rồi Liên sẽ bóc số những cái cây này ra ship đi. Còn mấy chị nào tới đây lựa thì đã lựa rồi ha. Liên sẽ báo số báo giá nha, ngắm giùm Liên trước nha. Em báo số cái nha. Cái đây là mẫu số 9 nha, 80 đồng. Đây là giá của những ngày lễ đồ rồi để tặng mẹ đó, 80 đồng. Mẫu này rất to tròn đẹp tươi nha. Rất là nhiều bông. Thân nè. Liên sẽ mở một mẫu ra thử nha. Xong rồi Liên sẽ ship mẫu số 9 này đi cho mấy chị hết. Đây là cây này lại thẳng 3 tầng rất là to nha, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Đây, tròn bự ha. Thì mấy chị ơi là có ai yêu thích mẫu này là mẫu số 9 nha, 80 đồng bán cho giá của lễ ngày lễ Mother's Day nha, Liên ship đi tất cả toàn nước Mỹ nha. Số điện thoại của Liên là 408 834 5979 ha, màu rất là đẹp, hồng tím đỏ ha. Liên sẽ đưa tên mẫu này sau nha, tại vì Liên mới khui thùng á. Không có kịp làm những cái giá trội hoa đẹp. Đi xuống đi xuống mẫu số 9 nha, 80. Đây là giá bán đặc biệt nha, nên không có nó bớt xuống nha. Rồi, ai tặng mẹ y ai yêu màu thích nè, màu tím nè, rất là đẹp. Wow, màu này đẹp quá anh ơi. Nhu quá nè. Một cây màu. Dễ thương quá. Đây vô hàng có cái bông
vào. Cái bông. Rồi. Mẫu này có một cây khỏi cần bóp. Lý có một cây này một mẫu một nha. Cái này bán 80 đồng. Ui có hai màu nè anh ơi, nó có màu đen cả. Nó ghép đi nị mà. Nhưng mà tím hồng dễ thương ha. Kéo cái giấy ra để coi rồi. Mọi người thấy ha, nó ghép đây là sen chùm ha. Ừ. Tím hồng có hai màu trong đó. Và rất là đẹp. Một cây chụp hình lại cho Liên nha. Ai gọi trước thì Liên chừa cho người đó trước nha. Tại vì mẫu này có một cây một à. Rồi 80 đồng. Anh mẫu này nó gọi là lợi. Đây là chiếc cúc rất là dễ thương nha. Mẫu này rất là dễ thương. Một gang rưỡi tròn đều nè. Hoa màu hồng rất là dễ thương. Liên sẽ báo cái mẫu này là mẫu số 10 nha. Liên sẽ để lên trên tờ giấy mẫu số 10. Nghe được chưa? Thấy không? Đây là Liên dán mẫu số 10, 55 đồng. Teacup nha, hàng teacup rất là dễ thương, màu hồng. Cái này nó có phua va nè anh. Thấy không? Nhiều. Thân này không có bị gì hết ha. Đây là hàng teacup nha, phua va 55 đồng để tặng mẹ nha, rất dễ thương. Một gang rưỡi nè, thấy không? Màu tím hồng rất là đẹp ha. Rồi đây là mẫu số 10 nha. Có ai mấy chị nào chốt đó, thì Liên sẽ bóc cái mẫu này đi. Một gang rưỡi, tại vì Liên có 2-3 size, lượng size vừa và size lớn. Size này một gang rưỡi. Size lớn thì giá từ 75. Này giá bán giá đặc biệt lắm. Ui có màu hoa hồng nè. Em có mở cây sẵn rồi, cái này gối gửi đi nha, đợi chút. Vào chậu thôi nhưng mà cây mới về đây nè. Nó hoa hồng, cái gì? Hoa hồng cánh tròn, màu nâu đỏ, rất là lạ, rất là đẹp. Số 11 hả? Mẫu số 11. Mã số 11 á. Mã số 11. Ừ. À ai chốt mã số 11 là Liên sẽ gửi đi mã số 11 ha. Mã số 11 nào có 50 rồi nha. Này bán giá đặc biệt của ngày lễ mẹ, rất là hoa hồng đó. Hàng này cũng rare lắm, không có nhiều nha mấy chị ơi. Mã số 11. Để đâu đây chị? Để đâu chị vậy thấy? Dán vô lá đó. Rồi mã số 11 50 ha. Thì chốt Liên gửi đi nha. Đây là giá đặc biệt lắm cho những ngày lễ mẹ nha. Số lượng này cây này cũng rare lắm, hàng mới luôn không phải. Hàng mới luôn á, giống mới đẹp lắm. Sẽ đưa tên sau nha. Mấy chị chốt mã số 11 Liên sẽ gửi nguyên cái này đi nha. Tại vì Liên mở mẫu ra sẵn rồi ha. Hàng này cũng không có nhiều nha. Chỉ có mẫu mới đó. Hoa hồng tròn rất là đẹp. Đây là Liên về mẫu hai màu nha, rất là đẹp. Đây. Ngắm giùm Liên nha, hai màu như là hoa cúc nha. Cái này tặng mẹ rất là tươi. Ui màu này. Hoa này ngộ quá. Mẫu này 14. Anh ngắm em cái này nè, quay cái này vui lắm. Cái va của nó sao nó đốm đốm, nó lan lan cái màu á. Nó cười ha. Dễ thương quá. Hai màu rõ rệt ha. Nguyên bụi này to lắm. Giá này thường thường là phải 90 ha. Hôm nay Liên để số 14 chỉ có 80 đồng thôi. Ai số chốt mã số 14 Liên bán 80 nha. Mẫu này Liên sẽ gửi đi ha. Rất là to. Tại vì bán cho hết ngày lễ mẹ đó thì vô vườn của Liên thì Liên sẽ có cái giá khác ha. Tại vì giá này bán cho những ngày lễ cho ai muốn tặng mẹ nè. Rất là to ha. Shipping
Liên sẽ gửi những cái mẫu mà nó có mấy được rồi báo một bên thôi sẵn nha. Rồi không to lắm đây nha, nên là đang gửi cho mấy chị ở đây online hay bất cứ đâu coi mẫu trước ha. Đây là mẫu mã 1480 nha, bán giá của ngày lễ mẹ, giúp Liên dùm nha, nó báo giá của ngày lễ mẹ nha. Này hai màu hàng mới nha, rất là đẹp. Liên sẽ đưa mẫu tên nha, tại những cái mẫu này mới quá Liên không có nhớ được đâu, xin lỗi. Liên để xuống nha, mẫu này cũng giống nhau nè, nếu ai chốt đi là Liên gửi nguyên cái bụi này đi dùm Liên ha. Này hai màu hồng này dễ thương không. Rồi đây là mẫu 15. Mẫu 15 này khác với lại mẫu 14. Đây là mẫu cam vàng nâu ha, cái thân cái dạng bông khác nha, 75 đồng. Cao. Đi không có lấy thước, mình sẽ đo 1,5 gang nha, thân cao nha. Tròn đều nè, khoảng mười mấy 20 bông lận, rất là nhiều, tặng cho mẹ. Hay là tặng cho người thân, hay là mình chưa có giống này đem về trồng thêm có mẫu này nha. Mẫu này nó sẽ ngã về nâu đỏ tím đó. Nói chung là nó khó diễn tả. Mẫu 15 75 đồng. Xuống đi đây nha. Rồi Liên có mẫu tiếp theo rất là đẹp, nó gọi là giống như là hoa hồng vậy đó, nhưng mà nó biết ben á, sọc sọc đen xanh á anh. Nhìn cái cúp cúp này dễ thương không. Liên đã mở cái báo này ra nè, thì cây này Liên đã thử nha, để xuống mẫu này nha, tại vì Liên cầm cái shipping thôi. Đây là mẫu 12, 65 đồng. Cao 1,5 gang. Hoa tròn như hoa hồng, túm lại vậy nè, túm là đẹp lắm. Cái màu nâu đỏ viền, biết ben luôn á. Nhưng mà này giống hoa khác nha. Nhìn này đây giống hoa hồng nè. Từ. Đâu, đây hả? Ừ. Anh thấy hả? Cho coi. Bên này hả? Ừ. Được không? Được. Rồi đây là mẫu 65 đồng. Liên để báo giá giá đặc biệt nha, chứ Liên không có tại vì giống như là on sale hay là phần trăm gì đó. Liên có để Liên để thẳng cái giá này để cho mấy chị thấy hợp lý thì mua luôn ha, khỏi suy nghĩ tới trừ phần trăm cho mỗi Liên làm cho nó nhanh, tại Liên bận quá xin lỗi nha. Số 12 65 đồng, tại vì mẫu này là Liên đã bán, định bán là 75 đồng. Cái mẫu này mẫu mới nha. Rồi Liên xuống nè, nếu mà chốt đi là to lắm nè. Bông nè, cây đều hết ha. Tại Liên mở ra cho mẫu coi. Rồi, mã số 712, 65 đồng. Rất là đẹp. Chỉ có ngày lễ mễ mới ngày lễ mẹ chứ mễ mới có giá này. Xin lỗi nha Liên. Mà đây đây. Sáng sớm xuống mẫu này nha. Mẫu 12 một lần nữa, mẫu 12 65 đồng. Chụp hình cho Liên mẫu 12 65 Liên chốt gửi đi nha. Rồi mấy chị tới đây thì lựa cây nha, còn ở đây ở xa thì ngắm giùm Liên mẫu 12. Đẹp quá. Mẫu lạ không nè. Mấy chị thấy không? Liên bán mẫu lạ không nè. Tím đây, đen đây, nhìn hai cái mẫu ngộ quá anh ha. Chụp em tắm nha, em thấy ngộ ngộ những cái mẫu này. Đây nha. Đẹp không? Thích hoa quá. Xuống này. Cái tím này có một cây một. Rồi, để vậy bán thôi. Đó, mấy chị chốt mẫu là Liên gửi đi nha. Xanh đỏ tím vàng có hết. Vườn Liên cái gì cũng có. Ây da. Liên về mẫu này dễ thương lắm. Nhỏ xíu à, cưng lắm mà. Tí cúp nè, 1,5 gang nha. Trời ơi, dễ thương anh hả? Trời ơi, hai màu. Đây là gọi là sen hai màu nha. Đen hồng đẹp quá, bông nhỏ xíu à. Đẹp mà. Dễ thương quá ha. Liên bán cây này là 35 đồng. Ai mua hai cây Liên bán nhiêu anh? Bớt 5 đồng đó là 60. Mua hai cây đi mấy chị ơi, trồng vô là 60. Mua riêng một cây thì 35 đồng, đẹp không? Còn mà mua 3-4 cây chùm vô nữa là càng đẹp nữa. Mua 3 cây bớt thêm 5 đồng nữa cho nó thành cái bụi. 30 là 90, 85 đồng 3 bụi hả? Đẹp quá. Ừ. Mua 3 bụi đi mấy chị ơi, thành bụi bông lớn. Tại vì cái này hoa ti cúp á, nên không có cái size lớn đâu mấy chị ơi. Đẹp quá nè, cái lá này anh. Đẹp quá anh ha. Trời ơi, cưng quá.
Rồi 85 đồng cho dễ thương ha. Này hoa ti cúp nha, không có size lớn đâu, 1,5 nè. Rồi một bó này 35 nè, mua hai bó là gì anh? Hai bó là 60. Ba bó là 90 nhưng mà còn 85, mua ba bó 85 đồng chơi. Dễ thương ha. Hoa ti cúp nó chỉ như cái đồng tiền ngón tay cái nè, tròn tròn vậy thôi. Năm nay năm thìn. Dạ mình mua cái áo này trước đó một năm. Mua rồng. Mà bây giờ ủa cái bình đó anh bỏ nha. Là gần giữa năm hả? Rồi mới bận. Hả? Thì đợi tới năm mới bận. Giữa năm mới bận, chúng ta bận đầu năm nay bận giữa năm. À, đúng rồi, đầu năm. Lưu lạc kiếm không ra, hôm nay thấy hả? Bữa cũng định quay, định bận. Dễ thương. Rồi bỏ đây nha anh. Quên nữa, mẫu này chụp hình không anh? Cái thằng làm mẫu hôm nay 17 nha. Rồi vậy đi. 17 nha, tại vì nãy có số đó là mã 17, 35 đồng nè. Hai màu. Này gọi là sen hai màu nha. Nha. Thấy không? Giờ Liên đo tay nha. 1 gần 2 gang nha. Còn bị ngang thì 1 2 gang luôn. Mà nó đi vòng cung chắc hơn á, nhưng mà Liên đo nó trước 2 gang. Cho coi dáng làm sao hàng trước. Mặt sao ha, đây nè. Đây mặt trước. Mặt nào? Này mặt trước. Đẹp quá anh ha. Wow, quá đẹp. Này lượng nè. Cây này mới bóc trong thùng ra luôn, rất là đẹp nha. Rồi báo giá của ngày ngày lễ mẹ nha, chứ vô chậu thì giá khác á. Tại vì Liên bán cho giá on sale, giá đặc biệt 18. Mẫu 18. 150 đồng. Đây là giá của ngày lễ mẹ nha mấy chị ơi, mấy cô ơi, có ai thích. Rất là đẹp nè, lượng hồng nè. Hàng va nha. Ngắm giùm Liên nha, mẫu này rất là đẹp. Liên xuống mẫu này nha. Mẫu 18, 150 đồng. Khoác hàng variegated. Sunrise xuống nha. Đây là mẫu 19, cũng 180 đồng. Mỗi cây mỗi dáng nha, nhưng mà bán giá cho chị ngắm dùm Liên mẫu này nha. Đẹp quá. Dáng đẹp luôn. Màu vàng, lượng có màu hết rồi. 1 2 2 gang rưỡi nha, vòng cung 2 gang rưỡi ha. Cao là 1 gang rưỡi. Rồi nay không có thước, xin lỗi mấy chị nha. Đẹp nè, hàng va nè, chạy rồng. Đây có bên cái chùm hoa bên này nè. Có duyên anh ha. Cây này trọng như vậy nè. Nhìn lên. Xuống nha. Nhìn mẫu lên, 10. Nhìn lên. Ờ, nhìn lên. Mẫu 19, 180 đồng. Màu hồng vàng nha, rất là đẹp nha. Này sunrise, dáng rất là đẹp. Một tầng, hai tầng nè, dáng nè. Kêu anh ha. Anh chưng mặt nào anh? Bên kia. Anh thích này hả? Bên này nó có cái rồng một lượng nè, hai lượng nè. Quay bên này thôi, quay lại coi. Quay lại thử hả? Đúng rồi, bên kia. Bên kia hả? Nhưng mà bên này được tháp núi. Còn bên này thì nó có chùm hoa với nó lượng. Bên kia không thấy lượng. Liên xuống mẫu 19 ngắm kỹ giùm Liên nha. Mấy chị online ngắm kỹ giùm Liên nha. Cây này Liên kiểm tra đây. Không có bị gì đây nè nha. Cây này không có bị gì hết anh ơi. Không gãy không gì hết nè. Rồi Liên kiểm tra rồi ha, Liên sẽ chụp hình báo lại nha. Mẫu 19, 180 đồng. Xuống ha. Ờ à, đây là hàng Ichibi Vera ha. À, hàng Ichi này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bông. 10 bông thân thụ. Đây là tên tiếng Nhật cái gì Kikuka vậy anh ơi. Cho em đưa tên sau nha. Tại vì Liên đọc thì cây nó tên tiếng Nhật ha. Hoa nhỏ ha, hồng vàng trắng, nó màu hồng rất là nhu nha, có 10 bông. Đây là hàng Ichi 50 đồng mẫu 20 nha. Liên cũng có mấy cái thôi không có nhiều. Đây nè, thân thụ nè. 50 nha. Giá của Liên nha. Đây mấy chị ơi, rất là hồng, rất là đẹp. Hàng Varagi xuống ha. Mẫu 20 50 đồng nha. Đây là Liên khui thùng thêm một mẫu nữa, tướng này ngộ quá
dáng uốn lượn nha, uốn éo nha. Một em mẹo bên này, một em mẹo bên này, một em mẹo bên này. Em này nó rớt cái bông rồi anh ơi. Nè thấy không? Anh chưng mặt nào anh? Ở bên kia. Bên kia hả? Sao em thích cái dáng này? Nhưng mà dáng bên này éo hơn. Hoa hàng Vatican nha, lên màu rồi. Cái này nó có cái gì đó anh? Cái gì bông rớt á, ngay đây thôi, còn như không có bị gì hết. Thôi không bị gì hết nè. Lượng nè. À, rồi Liên để cho đây là mẫu 21 ha. Cũng 180 đồng. Mẫu 21 180 đồng. Dán ba quạt cao nha, 1 2 gang tay á. 1 2 gang luôn. Hàng ba đây nha, màu rất là đẹp. Teacup soft lip. Đẹp không? Chạy rồng. Mà dán này dán dán ba cô đào. Dán ba cô ẻo lạ xuống nha. Liên xuống nha, mẫu 21 180 đồng. Wow, đẹp. 22. 22. 150 đồng. Mã 22. Cao 1,5 gang. Ngang cũng 1,5 gang. Có một cái bông hoa trước. Cây này chậm giống bonsai sai đẹp. Dạ, chậm tới đây ha. Ồ, ẻo qua đây hả? Dễ thương ha. Hàng ba, hàng mới nha, Liên đưa tên sau nha. Xin lỗi cho Liên đưa tên sau, Liên không nhớ được. Số 22, 150 đồng. Cái này đẹp, màu đẹp nhất. Anh nghĩ nó giống cái thằng này. Hai cái dáng cái thân nó bẻ uống đẹp quá ha. Giỡn hai bên hả? Anh thích mặt nào? Này không? Mặt nào cũng ok. Nhưng mà mặt bên kia thích hơn. Mặt này thích hơn à? Nhìn cái bông ở giữa nẹo ha. Xô cái dáng ha. Cái này chồng mốt nó ra hai cái bảng. Xuống. Xuống thôi. Cây này bán giá đặc biệt lên 160 đồng, 23. Cây này hai màu nha, chỉ có một cây là không giống cây nào luôn nha. À, để anh chính quay cho tất cả mấy chị yêu săn đá ngắm cái cây đặc biệt lý do. Ở đây nó màu tím rịm mà sẽ lên hồng nha, một quạt. Rồi em nghiêng từ từ nha, anh thấy không? Đây nó lượn qua tới đây luôn nha, nó đi theo hướng này nha. Nửa cây màu này, nửa cây màu kia. Xong rồi cái đi qua đây nửa hấp muôn mà này phua luôn ha. Đó. Cây này collect mà không có là hơi uổng. Hơi uổng nha. Đây có cái mặt hoa đây nha. Rất là cưng nha. Xây tiếp quay, xây cho hết vòng. Ồ hết vòng hả? Đây tướng nè, ẻo luôn, vòng tròn nè, thân va nè. Thân va nha. Cây không bị gì nha. Tướng một rồng một nha, một dáng là một anh gọi là gì đó, một cái quạt nó dính vô á, nó chạy rồng. Nó không bị tẻ rồi. Nó không bị tẻ ra đó. Cái này lượng va nha, một bên là hấp muôn nè, một bên này cũng gọi là hấp muôn luôn nè. Phua đẹp chưa? Dáng nè, dáng ngộp anh. Anh chính là mê mấy dáng này đó. Đẹp ha. Anh thích bên nào anh? Em thấy bên này ngon ngộ hả? No. Bên này đẹp hơn hả? Ừ. Bên này đẹp hơn. Đây, nó lượn nó chạy đây nè mấy chị. Nhưng mà ơi, muốn xe bên kia cũng được, tại bên kia bông nó trẻ qua bên kia. Nó lượn bên đây á, là một mặt, nhưng mà đây là hàng va nha. Đây à, chỉ chưa? Ai mua cây này liên cái trường hợp nè, vậy nè. Thí dụ cái bông này nè, mình muốn mình cho nó quay văn trước được luôn mọi người. Cũng dễ, không có khó. Cây này là mix của hai ba thứ vô á. Chim con với lại thằng gì nữa, nó có tên. Mình dùng cọng kẽm để quấn bonsai á. Mình mua nhẹ nó qua mé bên này vẫn được á. Để nó khoảng để chừng tháng là nó quay quanh đó. Ồ. Ấy là nó quay ngược mặt bông á. Ừ. Nhưng mà không phải là bẻ nó, là mình chỉ dùng đẩy nhẹ qua để cho nó qua cái hướng bên đây thôi. Mình không cần kẽm nó. Chứ bẻ là cái cây này không có nó cái dập á nha. Anh tấn cái cây đó là được rồi. Ừ. Nó sẽ nó ngóc ngược lại thôi. Không phải mình bẻ kiểu dắt bonsai, mình bẻ mình dặn dặn là nó dập á. Cây này là giá đặc biệt nha, 160 đồng, 23. Tại vì có cây đặc biệt quá đẹp anh ha, thấy chưa ha.
Hồi đó mà đi collect bà thấy mấy cây này là bà mất ngủ luôn, mua không được là buồn luôn. Về trồng đẹp lắm tại nó dính nó lượng. Rồi cho qua. Này bơ trồng lên đẹp lắm anh ơi. Dễ thương quá xuống nha. Rất tiếc là vườn em đầy rồi, hết chỗ. Nè. Cái này là Liên sẽ đưa tên hàng Ichi gì kia kia gì đó, màu lá hồng lắm, Kikuka gì đó. Cái này là hai bụi ha. Đây một bụi nè. Liên bán có 50 nha, mẫu mã số 20 nè, rất là đẹp. Trồng vô, ui. Rồi. Đẹp quá. Cầm quay vô gần người chụp hình cái này hả? ừ. Rồi cho nó xuống đi. Cái này bự quá ha. Rồi vậy đi ha. Ô còn đó nữa nè. À, Liên giới thiệu mẫu này teacup nha. Cái bó này hơi đặc biệt. Anh thấy nó khác không anh? Khác cái gì? Cái bông màu khác đó. Ồ, nó va hay đi nè. À, nó cười ha.
quá trời bụi. Mẫu này số 30, 60 thi cúp nha. Thường thi cúp này em mới 75, 75. Này Liên bán. À, riêng cái Liên đang cầm cái này á, là mẫu 30, 60 đồng, cao 1,5 ha. Tại vì như trần đều như hoa cưới đẹp không? Lá dày nha, đẹp. Cây này thường thường phải 70 không? Fuva. Được rồi. Nè, dễ thương của anh hả? Xoay. Xoay ha. Nhiều bông lắm nha. Mã số không? Tẻ túm. Cái này cây này 30 nha, tại vì mã số tùy theo. Nói chung là đóng nhau mà. Có cây lớn cây nhỏ, bóc cây nhỏ coi. Nó cái giống nó cũng có cây khác nữa nè. Nó không phải là nhỏ lắm nhưng mà nó chỉ chênh lệch chút xíu thôi. Thôi bỏ mẫu xuống đi. Ok rồi, bỏ xuống đi. Đây, đại khái mẫu này nha. Mẫu này em dán giá là nè, mẫu này nè. Mẫu này là số 29, cũng 60 đồng. Mà cái này là gọi là gì đó? Cái gì wedding dress á. Đẹp lắm. Mẫu 29. Này hàng va ha. Hàng va. Cao 1,5 thôi nha. Chùm nè, mấy chục bông trong một cái. Cho xem thân thử coi. Thân là đẹp không? Ừ. Quá trời ha. Ba tầng nha. Tại hàng nó tròn đẹp không? Đây, anh Chính đang nói đây nè. Này hả? Đâu, xe nhỏ xe lớn nè, thấy nó chênh lệch nhau chút ha. 29, 60, 60 đồng. Còn xe bên này nó chênh lệch kiểu này nè. Cái bông của nó đó. Ok rồi, thấy rồi, cầm xuống. Một giống ha, một loại ha. Một loại. Thôi bó này chắc Liên phải ghi xuống luôn đi. Tại vì nó ngán, Liên sẽ ghi cái giá xuống luôn nha. Là mẫu này là 30, 32 nè. Bán cây mẫu này 50 nha. 50 hả? Dạ, 50. 32 để không khỏi lộn nữa. Chị để không kiếm mệt. Mà cây này đã tròn đẹp nha. 50. Nói thiệt nha, tôi thấy cây này đẹp á. Đúng vậy. Nó ở dưới nó trống á, mình trồng nó không có giống những cái sen chùm khác ha. Đúng rồi, bỏ mấy cái khác vô. Anh ơi, đây nó có hát môn đẹp nè. Thấy không? Hát môn, phu môn như cái này đây đầy. Đây cái phu môn này cả. Đầy luôn chứ không phải là một. Cứ xoay từ từ đi cho coi. Đầy luôn. Nhiều á. Thấy không? Bụi quá đẹp, có vàng trong nữa nè. Nó bị bụi á, thổi, dùng máy thổi là hết rồi. Nè, nó bụi, nó vàng nè. Đẹp ha. Cây này nó gọi là gì đó bên phải nãy nó đưa lên, Liên cho đưa tôi. Gió kìa. Đồ có gió kìa. Này gió ghê luôn. Rồi Liên làm số cái mẫu này rồi nha, khỏi lộn nữa nha. 32, 50 đồng thôi nha. Và mẫu này là khác, 60 nha. Rồi. Đây, cây này cũng đẹp. Mẫu 27, có 55 đồng. Đẹp ha. Mẫu này 55 đồng. Cũng có cái khác ra nè, có 55 đồng. Rồi. Nè, mẫu này là 65 đồng to nè. Mẫu 28. Cái này bông to ha, nhìn cái bàn tay của bà xã mình á, nhìn thấy một cái lá của nó bự vậy sao. Anh, mẫu 28. Ừ. 65 đồng nha. Tròn đều nè. Cái loại này trồng, nếu mà trồng lớn nó lớn ghê lắm. Dễ thương anh ha. Nè, thân nè. Thấy không? Chuyển xe hàng luôn. Giờ rảnh thì nhắc lại. Cái bông lớn thì nó có lợi thế của bông lớn, mà bông nhỏ thì nó có cái hay của bông nhỏ. Đây nè, anh Chính nói để cho mấy chị coi. Tại vì cái bông lớn á, mình đứng xa mình sẽ nhìn thấy nó đẹp hơn ha. Nhưng mà lại gần á thì bông nhỏ lại đẹp hơn. Nhiều bông hơn nè, thấy không? Đó. 60 nè. Cái này là đâu rồi? 65 nè, tại vì cái này size khác chút. Nói chung là đâu đó dài 50-60 gì đó. Rồi. Rồi làm số rồi phải không anh? Xong rồi xuống đi. Nhiều mẫu khác quá, không có nhiều đồ quá. Thì nói chung là Liên mà bốc lên là giá cỡ đâu đó thôi nha, không cao hơn đâu. Không dưới. Cũng không dưới dưới 55 nha, mấy chị đừng nói lên mẫu đó là 45, 50 là em xỉu. Như khi em nhớ giá thôi. Rồi. Cây này quá khủng luôn, khủng. Khủng thiệt. Đẹp lắm hả? Cầm lên thử đi. Hả? Cầm lên thử. Chua. Ừ. Nói ăn lấy cây kia ra, không gãy cây kia.
cây kế bên kìa. Cây này bự hơn cây kia nha, giá khác nha. Ui đẹp quá. Rất là bự luôn, so với cây đầu tiên mà màu đẹp hơn luôn. Em trồng. Ok. Bự quá ba. Đỡ lên coi chừng gãy. Trời ơi, một thùng mà một cái cây. Bóc giùm mấy cái giấy à. Rồi đưa lên che thử mặt bà coi, coi bà mất luôn. Đó. À, này là dị nhân sen đá nè. Là sao? Không hiểu hả? À? Là người sen đá, gọi là dị nhân, không có đầu á. Đẹp quá anh ha. Ừ. Này nó ánh chút xíu à. Đẹp. Bự quá hả? Nó lượn nè. Anh thấy nó lượn không? Mặt sau nè. Ừ. Nhanh quá, nắng quá. Quá. Quay qua đây đi. Ừ. Được không? Rồi. Chụp em hay chụp cây chị? Hả? Gì? Chụp cây với em chứ chụp em không. Chụp hai người mà làm gì trời? Được không? Vừa cây vừa người chứ nghĩ sao tôi chụp bà không? Tôi quay sen đá đâu phải là quay ánh hậu đâu. Cái trường bởi vậy. Trời màu đẹp quá. Ngắm sen mấy chị ơi. Em chỉ là cầm cây sen thôi, em làm con sen cho con sen. Tôi chụp dính bà là tại vì để biết là bà cầm cái cây này chứ không phải là đi chụp hình mấy bà để lên. Ok. Em đang nói là em là con sen cho con sen nè, giờ em rồi. Cầm nó nè. Này cầm lên, quay nhìn lại cái nè. Đâu nữa. Lỡ chụp mình lỡ cái nhăn mất công. Rồi. Ok. Vô nhăn thì. Thấy không? Khoan cây này ha. Quá là bự ha, nhưng mà uổng ha, nó bị mẻ một chút xíu mọi người. Này mình phải dọn dẹp nó chút xíu nữa đó, mình xử lý nó chút. Mới lên mấy bì quá trời nè. Lên hả? Đang lên nè. Thấy không? Nó lẹ ghê không? Cây này giỏi ghê. Đẹp quá không? Không sao, để tôi cũng phải lìa nó chút xíu. Nắng đường nó quạt mơ nè. Đó. Nè, nhìn kỹ nè, dị nhân sen đá nè. Quạt mơ nè. Nắng quá. Khoan, khoan, khoan. Hả? Ok. Đó, vậy mới mất đầu nè. Chụp đám mất đầu. Okay. Quay mặt bên kia đẹp kìa, mặt bên này bị chút xíu mẻ đó. Ok, đó. Lỡ rút cái tờ miếng kia ra luôn đi. Nãy giờ chụp mà tờ báo khó chịu ghê luôn. Thôi em làm gãy cây. Thì để cái đó trong đi, bên này thôi. Ok. Vậy hả? Rồi. Gãy cây em mất đền em nữa, em có tiền đền. Nè. Ok. Đưa cái mặt ra. Rồi đứng mặt cây đây. Em mới biết với cô người mẫu tội nghiệp. Rồi. Thôi cho nó xuống rồi. Đây, so với những cái cây trong vườn mình thì nó hơi bị khủng. Nhìn qua đây cái. Chà. Nhìn qua, nhìn qua. Từ từ. Ok, từ từ, từ từ. Nhìn lên. Tướng này đẹp mà
ưỡn ra ưỡn vô ha. Ừ. Nhưng mà giờ nó chưa tỉnh, nó không đẹp bằng bà. À, em làm con sen cho nó làm sao vậy? Chừng nào nó tỉnh rồi nó sẽ đẹp hơn bà. Ừ, cây đó trồng vô đó được ha. Cái này quạt, quạt qua nó không bằng quạt này á. Thì có gì rút ra đổ chậu. Đẹp không? Ừ. Đúng không? Ừ. Quạt trên này đẹp không? Đây mọi người. Wow, cây này đẹp quá. Ừ. Bán giá của ngày lễ mẹ, ai mua về tặng 60 nha. Lúc trước Liên bán cái này 70 lần á. Ừ, đẹp quá. Ngày lễ mẹ là ngày nay mấy anh? Tháng 8. Tháng 5 ngày 8 2024. Số điện thoại của Liên. Có sập nâu, sập đỏ luôn. 60 đồng. Chụp hình báo giá nha, tại vì Liên bán 70. Ui cái này đẹp quá nữa nè. Ui ui đẹp ha. Đây này mua về trồng hướng nào ta? Hướng nguyên bụi này đi ha. Này ghép hai bụi là đẹp hơn. Đẹp hơn. Này ha. Vậy ừ. À. Vậy hay là ghép hay hai bụi là đẹp hơn. Ô vậy mất cái bông rồi vậy đi. Đó, ha. Ghép hai bụi là đẹp hơn. Ừ. Hoa này là Liên bán on sale rồi nha, 60. À, giá đặc biệt cho ngày lễ mẹ nha, 60. Trời ơi. Okay. Đẹp anh ha. 60. Bình thường em bán tới 70 lận. Rồi. Đẹp quá, để xuống đây đi. Cây này nè, hoa hồng em nói anh nè, hoa hồng đẹp chưa? Như cánh hoa hồng vậy, cúp cúp, lúc nào nó cũng cúp vô, cưng hơn nè. Kiêu quá. Ừ. Cây này đi, em bán có 50 nè. Ở trong thùng nó cũng còn mọi người, bên này cũng còn. Ồ, cái gì đó? Cái gì anh? À, Phantom, Phantom. Cây này giá đặc biệt của ngày lễ mẹ Liên bán 150, nay lễ mẹ là có 10 đồng. Cái này là Liên bán đặc biệt cho ngày lễ mẹ nha. Trước là Liên bán 150 đồng. Ngày lễ mẹ 140 đồng. Con. 1, 2, 3. Nói chung là có nhiều nhánh, mình có khoảng mấy cây ta. Đẹp lắm nè. Trời ơi. Ừ. Thôi quay lại quay hết luôn đi. Quay từng cây đi. 140 đồng nha, xin lỗi nha. Tại vì đây là giá bán cho ngày lễ mẹ. Lúc trước bỏ bán ra quay từng cây đồng. Nè. Quay chung quanh để cho coi cây con. Này là mọi người chụp hình ha. 4 cây con. 4 cây con, có kia mấy cây con? Này 3 cây con. 3 cây con, ok. Nhưng rồi. Nó đang lú nữa nè, đang mọc tùm lum hết. Mấy cây con nó mọc lung tung đây nè. Rồi. Vậy đi ha. Hết rồi. Còn nữa không? Cây này quá đẹp. Coi nè. Cái dáng đẹp quá. Ừ, coi nè. Wow. 1 2 3 4 nha. 4 nha. Lượng nha. Cây này dáng đẹp. Ok. Cây này chụp hình đi, em chưa có nhớ giá. Rồi. Mấy chị ơi, hay ai có yêu thích cái mẫu này làm ơn chụp hình giùm đi nha. Coi mặt bông coi. Tại vì Liên không nhớ giá nữa. Xin lỗi nha. Cái này là tại mọi người thấy ha. Dáng khác nha. Nó hình như là 3 loại trong này nè. 3-4 loại. Nó lai tùm lum gì trong, không biết đi này nó ghép gì không biết luôn. Mặt nào đẹp, mặt này có cái bông. Ừ. Nhưng mà không thấy đẹp. Em thích mặt này hơn nè. Ha. Tướng chuẩn rồi. Một bơi là một nè, hai nè, ba gan nha. Cao thì Liên nghĩ chừng 2 gan thôi. Thôi thôi, bóc cái khác. Bóc cái khác. Đúng không? Này quạt đẹp. Nhưng mà nó uốn éo hơn ra thân vàng. Khoan, đây nè, nó cũng là mấy loại giống như cây kia, y chang cây trước á. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà nó nhỏ hơn ha, cây trước bự hơn nhiều. Không, cái dáng nó khác. Nhưng mà dáng này có 2 gan tay. Ừ. Cây trước bự hơn nhiều. Cây này cao. Nhưng mà cây này được cái quạt. Wow. Ok, xoay quanh kia. Chân bên nào ta? Bên nào cũng đẹp. Ủa, hai bên được có hai mặt bông cũng hay ha. Có hai mặt bông luôn. Ồ, cây này được hai mặt nha. Hai mặt. À, quay lại nè, từ từ, trở lại từ từ nha, quay. Ồ, bông lớn. Thấy chưa? Trời ơi. Dáng này cũng ngược lên nữa nè. Lượng nè. Cây này được hai mặt. Hai mặt, cây này chân cái nào cũng được. Cây này đẹp. Dễ thương ha. Đúng rồi, hai mặt. Này mà chỉnh ha, cây này chỉnh. Coi kìa. Rồi mọi người nếu mà ai thích thì nhanh tay gọi hay chạy tới coi giùm đi, ngắm giùm đi nha. Đẹp. Báo rồi. Giá sao nha, xin lỗi tại không cái này không nhớ được cái giá.
vẫn còn nữa. Nhiều quá à, em không làm kịp. Chết phết không. Rồi thôi lỡ rồi quay từng cây chứ sao giờ. Sao em báo giá đâu có làm giá thiệt cho. Thì cứ quay cây chụp hình đi rồi báo giá sao. Ui cây này ngộ quá ta. Cây này nhiều màu quá vậy. Ngộ ngộ ha. Đây đen. Đây đỏ, lá dài. Lá dài, lá ngắn. Lá tròn. Lá tròn gì. Thì cúp hết nha. Hoa nói chung là hoa thì cúp. Rồi. Hàng lạ, hàng hiếm á. Ô hàng hiếm thiệt nè, Big Ben luôn. Có hai màu đen đen xanh nè. Ok. Trời ơi. Cưng cái chỗ này nha. Cẩn thận dễ rồi. Gãy. Màu nâu vàng đỏ. Ừ. Thì cúp nha. Dáng này bên này đẹp mà. Ừ. Bên này cái này cái này. Duyên ha. Duyên. Nè lượng nè, màu. Rồi. Này. Trời ơi, màu Big Ben cái đây luôn. Cây này trong vườn nhà mình cũng không có mọi người. Dạ, không có đúng rồi. Anh đừng nói vậy. Nó một pha mấy màu đi này. Phải. Anh nói vậy em bỏ nó vô. Đó. Không mà thiệt mà mình không có. Giấu hàng luôn á. Đẹp quá. Mình không có thiệt mà. Giả lên. Ừ. Giả lên gần mặt chụp cái coi. Không cái này ra. Thấy đường không? Nó đen thùi lùi à. Đẹp quá ha. Thấy chứ sao không thấy. Cái này hay quá ta. Rồi xoay mặt kia coi. Mọi người thấy rõ không? Dễ mê nó... ngắm cây rồi. Nó là khác hết á. Thi cúp mà tới hai màu Big Ben lá nè. Sọc đen nè không? Mà lá dài. Nói chung này nhiều loại DNA lắm, nhìn là thấy tùm lum cũng chồng. Nhưng mà ý là khoét bình thường mình chỉ thấy hai màu và nhưng mà nó va riết rồi giờ mình không biết là nó DNA gì luôn á mọi người. Hồi xưa đó. Okay. Thì nó va ít ít á, mình còn nhìn mình còn phân biệt thấy cái loại này loại kia không. Bây giờ riết rồi mình cũng không biết là nó va cái gì luôn á. Chị thấy không? Cây này nè mình ngắm được hai ba bông trên một cái cây thi cúp mà thân già nha. Thân bonsai giờ là thân già nha. Coi nè, chạy rồng nè. Tới đây là mặt hoa nè. Nói chung hàng mới mà cái size khách về là bự rồi. Thôi. Okay. Đẹp quá, nơi em chưa có cái này thiệt luôn nè. Màu đen nè. Sao nó ngộ vậy, lá dài với lá ngắn mà thiệt. Đưa qua, đưa qua, đưa qua đi. Nè. Rồi, lá tiếp dài coi. Không? Thấy không, lá dài. Đưa tiếp, đưa tiếp, đưa tiếp quay qua. Nè, lá ngắn nè. Trời ơi. Rồi, mọi người tự xem, tự cảm nhận ha. Ok. Trời đó, trong vườn nhà em. Mình nghĩ nó lạ lắm á. Trong vườn nhà em. Đẹp quá xuống rồi. Ok. Tướng này cũng đẹp lắm nè. Nè cái này nè mình biết nè, bông khác nè. Thấy không? Ừ. Nè ra nè, đẹp chưa? Tướng nè, già không? Đẹp không? Quạt nè. Ok. Một, hai gan rưỡi nha. Lên có gan rưỡi à. Dán màu nè. Mặt nào đây? Xay. Mặt này đẹp. Mọi người thấy không? Cái này khác ha, cái này khác ha. Nó còn chắc là cũng nhiều tùm lum đen ve rồi mà không biết giờ chỉ có nước á là nếu mãi á là chỉ có trồng lên mới thấy được màu chính thôi. Cũng phải mất thời gian. Vậy mà. Ừ. Còn coi mà qua video thì mình có thấy rồi nhưng mà coi trực tiếp mà giống như mình trồng thì mình chưa thấy đâu. Trời ơi. Half moon giữa hai cái này. Trời ơi cái này đặc biệt. Half moon hai cái này. Cực kỳ đặc biệt. Half moon cái này, half moon cái này. Khoét mà half moon hai cái luôn. Thay vì bông hấp mua này hấp mua nè, nửa mặt này, nửa mặt này. Mà này, nó va loại khác nhau, nó hấp với nhau nó mới vui nè. Lá ngắn với lá dài. Oh my god. Nó tròn. Bông này lá bông nó tròn. Rồi. Cái này tướng đẹp không? Được. 1, 2, 3, 4. Nói chung là giờ... Đẹp quá. Bám cho collection, chứ nếu bỏ cho collection thì mấy cây này mình collect hết. Trời ơi, nó hai màu tím đen rõ ràng hết á. Ừ. Này giống như rạch rõ ranh giới. Ok. Cái gì đó, xoay mặt này đàn ông, mặt bên kia đàn bà. Wow. Rồi. Cây này cũng hấp muôn mà có khúc này. Ừ. Nè, khúc này. Ồ, cây này nó bẻ ra đây. Tướng sao anh? Ừ. Chắc cú ha. Tướng này dày nha. Đẹp á. Bây giờ nhiều hàng mới, hàng lạ mà nó không có size lớn, nó chỉ có size nhỏ nhỏ mọi người. Vậy nè. Mà nếu mà thực sự mà mình muốn quay video cho mọi người coi á, chắc sau này bây giờ thì không làm á, đang ngày lễ để cho mọi người mua ha, để tặng cho người thân ha, trong gia đình ha. Rồi sau này chắc mình collect không được thì mình collect loại size mini hay là size trung nhỏ nhỏ mọi người. Làm một cái vàng để cho quay cho mọi người ngắm. Thì nếu mà mình collect xong á, mình trồng mà nó đẹp xong rồi mình quay rồi á thì mình biết mà nó đẹp thì bà xã mình cũng bán mà mình không còn giữ được. Nhưng mà chắc là nếu mà mình có thời gian á thì mình mới làm. Mình nói chung là mình có cái idea thôi.
mình suy nghĩ vậy chứ không có cần phải lớn đâu, tại vì giờ lớn nhiều mà mình không có chỗ. Anh, cái này nó về mà những cái size mới nè, loại này nè là thấy nó héo queo không, nó không có độ mới mà giờ nó tươi kìa. Trời, những cái độ mới là nó không có size lớn được, thành ra là nếu mà thiệt sự mà muốn cho mọi người xem mà để ấy là chắc cánh nhỏ nè anh, collect size nha, size cỡ size nhỏ quá, nhỏ mô phỏng của cái cây lớn đúng không, cỡ để tôi quay cho mọi người xem ha. Đẹp gì, ý tôi nói là sau này nè chắc là nếu mấy collect size nhỏ 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 xe trung á, để có một góc để anh chính quay phim á, chứ để cho mọi người xem, để xem màu của nó chứ không thiệt sự nha. Bây giờ mà cứ tình trạng này kéo hoài là mai mốt mình cũng không có biết là cái cây gì nó màu sao luôn, tại vì có tận mắt coi đâu. Anh chính anh nói cứ không có phim quay màu cho mấy chị sao cây này nó đẹp quá vậy. Còn thiệt sự mình không có giữ được với bà xã mình đâu, cây nào mình thấy đẹp quá mình quay lên là bà xã mình cho nó lên đường. Thì chị cứ ngoại giao với em đi là được, đừng ngoại giao với anh chính. Rồi dễ thương không, ổn ha. Cây này để tôi trim luôn khúc này ra nè, đẹp nè. Nè đây nữa nè, thương đây nè, khoan khoan nè. Đây nè, đó bỏ khúc này ra là đẹp nè ha. Anh thương tích tiền mình nè, thấy không, sao có đó múc ra lại. Nhưng mà cây này đẹp quá, đẹp lắm đó, dáng dạ, lá dày nha. Trời ha, màu lạ. Màu này mê lắm. Ok đẹp. Ý em nói là gì, khi cây nó héo á nhưng mà tỉnh lại nó quá đẹp. Thôi lẹ lẹ đi, sáng khủng nè anh, đẹp không. Này lá bóng nha. Anh có muốn quay mẫu không? Chứ giờ mà nó chưa lên đúng, cũng đẹp. To nha. Cây này to lắm. Rồi. Ừ, đẹp. Quay ra chụp cái lá nè. Nó to quá anh. Cầm hai, cầm vô. Để một em. Ok. Nó để qua đây che mặt rồi. Này hả? Ok. Nó nặng quá. Rồi nha, khoan. 1 2 3 4 vậy đúng rồi đó. Gãy 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 rồi. Xong. Ba em. Rồi. À, cây cuối cùng. Đưa qua đây. Thôi thiệt nha, cây này là cây cuối nhưng mà mình thấy cây cuối này đẹp hơn. Đúng vậy. Em giữ cây cuối ha. Đẹp ghê. Em giữ cây cuối. Bữa giờ bán đó. Đồ của bà xin tôi làm gì mà bà tự xin bà kìa. Coi bà có giữ được không ha. Trời, cái bông này nó đẹp quá. Trời ơi, bà xin mình nếu mà mọi người coi không biết á, hiểu làm tưởng là mình không cho bà collection luôn á. Trời ơi. Đó, không phải xin em mà em xin mấy chị. Chị. Thôi thôi, dưới khỏi môi, khỏi môi nữa. Xin thứ ba của Liên rất là to, bự, đẹp hồng nha, cộng dài nha. Ôi cái này bự hơn nữa nè. Trời ơi, bự quá à. Một bộ như vậy, chốt gửi đi, bán on sale 40 đồng, 40 đồng, gọi Liên hết dài. Có bụi lớn, có bụi nhỏ ha. Không, đâu lớn hết á, size 1 à. Rồi, size lớn nha. Đấy, cái cọng nó dài thôi anh, hiểu không? Size nhỏ, bữa bà bán hết hả? Này, size lớn. Nè, cọng dài nữa không? Nè, nè, nè. Rồi 40 đồng một bụi. Ok. Khi tu ban ngày lễ mẹ mua về bỏ vô 2-3 bụi có 80, trời ơi nó chơi đã vậy đó. Rồi. Sướng sung. Cũng không có nhiều mọi người. Rồi. Khoảng 6 bụi vậy. Nè đây nữa nè. Cưng chưa? Trời. Khoan giữ yên đó. Đất. Rồi. Đất tốt. Rồi đây nữa nè, bán đồ quá chưa, đồ bán nè. Ok. Trời ơi quá chưa, đồ bán luôn. Bao nhiêu? Dễ thương quá. Mẫu này là 80. Ngày lễ mẹ chụp hình cái bó này còn 70, gọi Liên liền. 80 còn 70, mới 10 đồng luôn. 70 bó này nha. 80. Mọi người nhớ chụp hình rồi báo giá luôn nha. Tại vì Liên có báo giá này rồi, 80 mấy đồng rồi. Rồi, ok. Rồi xuống cá rồi cho vui thôi. Nhiều đồ quá. Trứng cá nha, màu hồng size lớn một gang tay. Xin lỗi Liên nói này chút, trứng cá lúc trước Liên bán bên này không 45 rồi đó. Nhưng mới mà để tôi nói công bằng nha. Ừ. Đợt này sao về nó nằm trong thùng lâu quá, màu nó không có hồng giống hồi trước nha. Lúc trước là trứng cá hồng này nè. Nhưng mà cái này nè, bây giờ mà về trồng ha. Hồng ra nắng nè. Sáng á. Hồng lắm. Thì khoảng chừng 2 tuần sau nó sẽ hồng ha. Ừ. Rồi. Trứng cá này anh sale nha, 50 một cái. Tại vì size lớn nha. Ừ.
Thường thường size bên này không 45 50 rồi, có thôi. 4 cái thôi, 5 cái gì thôi mọi nếu người. Mà size này hồng lên phải 90 80 mới mua được đó. Ok thiệt đó, liên nó thiệt. Này là 50 nè. 50 một bụi nè. Đó, rồi xuống nha. Rồi đem về nếu mà trồng một tháng sau mà không hồng á, mà không có có nắng vô thì đem lại mình là thâu lại cho. Cái gì vậy anh? Cho đi về nhà rồi bứng em lên em xuống. Nói giỡn chơi mà. Làm sao mà không hồng. Nghĩ sao vậy trời. Đẹp quá ha, lớn quá trời. Em nó chỉ là nằm trong thùng rồi ấy thôi, giờ nó ra nắng rồi nó gặp nắng anh, nó bắt cái này rễ bỏ là vô nó hồng cái rồi. Chậu tròn tròn cái vỏ đẹp ha. Thiêu lắm. Một bụi nè. Mà thiệt ra chị nào mà trồng lại đẹp mà hai hồng rồi nè. Á không có nở đâu. Nở gì mà thân dài nha, có rễ đàng hoàng đó. Đẹp. Ngắm còn không hết nữa, ở đó mà đem đi đâu. Ba bụi nè. Bốn bụi liên có năm bụi. Năm bụi thôi, rồi, bụi. Hết rồi, thôi. Xong. Cho qua đi, cho qua. Thân già nè, thân già nè, một rễ nè, thấy không? Trời ơi. Rồi cho qua đi. Còn không ai mua để em. Cây này nè mọi người, hàng hiếm hàng rare nè mọi người. Nếu mà ai hỏi mà mình bán á, cây này phải là 20 ngàn nha. Là nó sao dính dính với anh đó. À. Phu ba nó vàng nè ha. Quá trời. Đẹp anh. Cái chậu. Cây này nó lai cái có cái cây lô kỳ vô nó vàng đẹp đó. Đây đây từ 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 từ. Quá lẻ quá. Hồng vàng. Ok. Ủa sao cái cây này nó có màu hồng nhưng mà phu vàng cười thôi. Mọi người cứ ngắm bình tĩnh đừng run. Trời ơi cưng không? Xay qua xe tiếp, xe tiếp. Tiếp nhiều lắm chứ không phải là một cái. Ủa gì hả? Ủa không thấy. Ok. Hàng này về mà không kịp báo giá luôn á mấy chị ơi. Mọi người ơi, đẹp quá. Rồi nói chung là ngày lễ mẹ bà có giá hôm ngày đặc lo. Biệt ha. Đừng có lo. Rồi mấy chị cứ gọi hay là tới đi ha. Ừ. Rồi. Online, online. Quá đẹp anh ơi. Ok. Rồi qua kế. Bự quá. Một hồi trồng lại cái vô đất kìa, để 2 ngày kìa. Quên á. Nào. Đó cái đó đó. Nãy ừ, quên quên. Cái này cây của anh á nhiều người đòi mua mà cây của em trồng chẳng ai mua nè. Cây này hả? Ừ. Thôi rồi ai thích thì gả. Nhưng mà gả rồi thì bà xã mình đó mà thấy đẹp không? Thấy mình lựa không? Đó. Đẹp hả? Dĩ nhiên rồi. Chắc là mình khen mình hoài anh, kỳ quá. Nó hồng mà dễ thương thôi. Đây. Cưng quá. Ừ. Cây này cao lắm. Gã mà gã vô chậu. Có một cây một. Gã vô chậu. Ok. Quay cho mọi người coi chút thôi. Nè đây nè, ở đây còn mấy cây này nữa nè, hai màu nè. Này gọi là gì? Nó hơn hấp muôn chút ha. Ben. Ô, cây này gã luôn, bữa giờ chưa. Ồ hấp muôn kìa, xanh đen nè. Thấy rồi. Biết ben lá tròn. Nói chứ mình nói là xanh đen á, hai màu á. Khoan đây nè, đây nè, đây mới là hấp muôn nè, đây. Cái to nè. Đây nữa nè. Ôi trời, cây này ngon nha. Những cái chín ngoài xô ra là có hấp muôn ha. Đúng rồi ha. À. Ừ. Đúng. Cây rồi. Này ngon á. Trời nó đỏ giống cây bên này không bằng nè. Cây này bự hơn mà không bằng nè. Nó đỏ giống phai phốc đó. Rồi, sọc lá luôn nha mọi người. Đẹp á. Nhìn kỹ ha. Trời, ok. Thấy bụi này đẹp quá. Rồi bụi này bự mà không đăng nha. Bụi này thua. Có đâu nó có nè. Không không bằng. Không bằng. Ừ, mà sao cái màu này hôm nay nó xám xám xịt sao á. Có. Thua mà. Ô nó có một cái nè anh. Đây nè. Thấy không? Hả? Sọc nè, 1 2 3 nè. Ồ bên này hả? Ừ có hấp muôn đây nè. Đây nè. Ê. Cái này của em. Trời rồi lật. Hên quá, lấy lên cầm luôn nè, hấp muôn nè. Anh này bậy bạ hấp muôn nè, hấp muôn nè. Thấy không? Ok ok. Hấp muôn nè, người ta có quá trời đồ. Nằm dưới có thấy đâu, trời mệt. Rồi cho nó vô lại đi. Cây này Liên đã bữa báo giá là 85 đồng một bụi nướng barbecue ngọt một bụi ha. Hôm nay là giá ngày lễ mẹ nè, còn 75 đồng chốt nhanh đi. Hai cây hết 75 đồng một ngày. Chỉ có hai cây hả? Hai cây hết rồi. Ngày lễ mẹ có giá thật đặc biệt nha. Hôm nay phu đồ đẹp. Hôm nay tháng ngày 5 tháng 8 2024. Mọi người thấy cái này nó qua đi đây nó sọc sắp sửa ngày lễ mẹ đó. Cái này là hai loại. Đi có lúc giá đặc biệt. Anh cái cây này nó về hạn đẳng nè, nó bự nè, nó nói nè. Nãy em chưa kịp cầm tới mọi người coi. Cây này cái cây em về hàng nè, nó này nè. Em có bán cái loại này nè. Đẹp không? Cây này là từ trước mình collect lại, mình giữ lại. Đẹp quá. Ở xanh, xanh
nó đang show ra giữa cái màu này với màu kia ở đây nè mọi người. Đó, đúng rồi. Trong kia cũng còn, phía sau cũng có. Cây này bắt đầu tỉnh nhiều rồi, nó bắt đầu show ra rồi. Anh vẻ đẹp của nó rồi. Vu đồ đẹp quá anh ha. Ừ. À, em về hàng vu đồ mấy cái. Đây là vu đồ chưa bấm một rẹ. Một vu đồ tỉnh và vu đồ chưa tỉnh hả? Ừ. À, để xuống chút. Được rồi, được rồi. Nghiêng qua đây thấy ơi. Nghiêng cái chậu quá. Đấy ok rồi. Thấy không? Rồi mọi người thấy không? Cây này là cây cũ, cây này cây mới. Nó khác biệt ha. Nè, thân của nó đẹp. Bởi vậy khi mà nó bắt rễ rồi thì nó sẽ đẹp hơn ha. Thân cao ha. Ừ. Này mới cắm. Đó, để vậy là thấy rõ nè, mọi người thấy không? Đó cái màu của nó nè. Trời ơi. Vu đồ nó còn đẹp nữa. Thấy không, nó đỏ. Ừ. Nó ok. À, liên tới đây rất là dài mà vườn có liên rất là nhiều mẫu sen á, liên quay cũng không có hết trong một ngày, trong một cái clip phim ha, lại hẹn clip thứ hai ha. Bye bye, xin chúc mọi người luôn vui khỏe, ăn lễ ăn tết với bên mẹ đó, rất là vui có ngày lễ mẹ, thật là hạnh phúc bên mẹ, gia đình được đông đầy hạnh phúc rồi. Nếu mà những người con mà thấy mẹ mình thích sen đá thì nhanh tay chốt cây đem về để tặng mẹ ha. Đỏ chạy vàng ha. Cây này đẹp. Đẹp quá ha. Tỉnh lại khác liền. Hôm nay mới tỉnh thôi. Bóng lưỡng luôn. Chừng 2 tầng nữa thôi. Ok. Cái này mà mấy cái nhánh này mình cắt ra như mấy cái kia đẹp lắm không? Ừ. Trời ơi, nó vàng mà. Màu hồng nó thấy không? Này cắt làm design hết biết. Này lá dày. Nhánh dày. Lá cái, dày à? Cái nhánh nó nha, cái thân nó dài á. Ừ. Dễ làm. Sao cái kia để nhẹ. Cây này có vết đó là mình xử lý rồi hả mọi người ha? Có cái bông. Nó đang ra cái lú ra cái... Cây này có rễ nha, thân già nha, chắc lắm luôn. Chuẩn bị rú ra cây con cái đó ha. Ừ. Rồi, cây này nay ngày đặc biệt ha. Để giá đặc biệt luôn. Rất là đẹp. Ừ. À. Ok, xoay qua coi. Ok. Lượng quá ha. To đó. 4-5 gram luôn.